Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng tôi hôm nay tới thăm một cơ sở thu mua và chế biến gỗ sưa đỏ Việt Nam để xuất sang Trung Quốc. Bây giờ chúng ta lên đường vào cơ sở này. Hiện nay cơ sở này ở Vĩnh Phúc. Có gỗ đâu em? Thế mà bọn nó vẫn làm ra hàng mua được đẹp lắm. Đẹp là mua hàng xô, có cây lọ cái kia đấy em ạ. Lô này á? Vâng. Em lấy anh đấy em 145.000 thôi. Lô nào? Lô này. Lô nước ngoài á? Ừ. Đàn đỏ đen. Mua. Lô đấy á? 145.000 mà em còn bảo thua thì đi mua gỗ kiểu gì? Nhìn nhá. Rất nhiều gỗ đẹp. Tạ gỗ một cây. Chưa đi Trung Quốc được, đang khóc tim máng. Này, có các em đẹp như mua gỗ. Ô 145.000 em chẳng lời này chết đâu. Buồn. Con người đẹp này. Đấy nha. Hôm nay mình quay cho các bạn xem cây sưa đỏ nhà mình. Cái này gốc của nó là 125. To gấp rưỡi cái thùng sơn nhé. Cây là lối gỗ là thẳng tưng. Đấy. Lối gỗ thẳng đẹp. Cao lên đến chỗ choạc kia là đi ra 3 choạc. Cao lên đến chỗ choạc kia là 3,5 m. Đấy. Cây tán rộng to đẹp luôn. Cây phải nói là quá là cổ thụ, quá to quá khủng. Cái choạc to kia là vanh 80 rồi nhá. Đấy, cái choạc to đã vanh 80 rồi. Rồi tán của nó khiếp không. Cây thẳng tưng. Rồi, cho các bạn xem thẳng, rất là thẳng. Đây nhà mình còn mấy cây nữa. Đây toàn cây thẳng đẹp luôn. Hai cây kia là vanh 80 tất nhá. Một cây 80 với một cây 78. Cũng toàn là cây dài thẳng luôn. Đấy. Cây này thì quá to quá khủng đấy. To gấp rưỡi cái thùng sơn rồi. Tán của nó khiếp lắm. Đấy các bạn nhìn cái thùng sơn với cái gốc cây. Tán nó rộng kinh khủng luôn. Thời điểm này mà biết được cái giá trị của cây sưa, nó không hề mất giá, chỉ mất giá những cây sưa non thôi nhá. Bà con xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.